Việc mà Việt Nam đã được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc với số phiếu 184 trên 192 là con số cũng tương đối là áp đảo. Bên Việt Nam có những cái ý kiến về cái vấn đề này. Bên ngoài cũng có nhiều cá nhân và tổ chức cũng có ý kiến một cách khác biệt về cái vấn đề này. Riêng ông thì ông có những cái ý kiến liên quan như thế nào về cái sự kiện này thưa ông? Theo tôi đó, cái việc Việt Nam đó, trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền đó, là một cái chuyện nó thực sự nó rất là dễ dàng. Tại vì nó có 4 cái ghế trống mà có 5 cái tổ quốc gia đứng là ứng viên. Mà nghe nói cuối cùng có một cái quốc gia rút luôn đó. Thế nghe gần như là đương nhiên là Việt Nam sẽ vào. Cùng với lại Nga, cùng với những cái tổ chức khác, là những cái tổ chức mà đều có thành tích là vi phạm nhân quyền cả. Nhưng cái việc Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền hay những tổ chức vào Nhân quyền đó, nó như là một cái con dao hai lưỡi đó. Bởi vì anh vô trong Hội đồng Nhân quyền thì anh là phải có cái trách nhiệm, anh có bổn phận là phải tôn trọng nhân quyền hơn người ta chứ. Thành thử đó bây giờ anh vô đó mà anh không tôn trọng nhân quyền thì anh sẽ bị trâu bò nhiều hơn. Thành ra tất nhiên là người Việt Nam chúng ta có những người sẽ phản đối đầu tiên, tại vì nói anh vi phạm nhân quyền, anh đâu có xứng đáng để vô. Người ta cũng phản đối, đã có những cái thỉnh nguyện thư là yêu cầu là Liên Hợp Quốc không nên cho, đúng, đó là cái quyền của người ta. Nhưng mà đối với Liên Hợp Quốc là gì? Đây là cái thủ tục của họ, là bây giờ nó có 4 cái ghế trống, tức là nó phải có những người đã hết cái gọi là cái nhiệm kỳ thì phải khác, thì phải đi ra gì, thì phải bầu những người khác vào gì. Thì có 4 cái ghế trống mà đến 5 người nộp đơn thì bây giờ lại có một ông rút ra nữa thì coi như là phiếu nào họ cũng đã cử hết à. Có nhiều người nói rằng là mặc dù là chỉ có 4 người, 4 nước ứng cử cho 4 cái ghế trống, nhưng cũng có cái luật của họ là nếu mà nhận được dưới 50% số phiếu thì vẫn không được vào. Mặc dù là đúng, có đúng, ghế trống đúng, đúng. Thì trong khi đó là Việt Nam được cho biết là được cái số phiếu cao nhất trong các cái nước còn lại. Thì cái đó nó có cho thấy điều gì? Một cách cụ thể là có cho thấy rằng là Việt Nam được nhiều người họ ủng hộ, nhiều nước họ ủng hộ trong vấn đề này không được? Thế cái chuyện nó cũng tương đối thôi. Bởi vì ra những người ta không hiểu gì lắm. Thôi giờ có 4 người thì bỏ phiếu. Giống như ở cộng đồng chúng ta đấy đó, ra tranh cử nhiều khi đó là có, ví dụ như là chọn 11 người mà là có khi có chỉ 11 người thôi thì ta đi bỏ phiếu, thì bao nhiêu phiếu người ta cũng đã cử, chẳng có ai nghĩ đến phải được 50% cả. Thì đối với Liên Hợp Quốc tất nhiên là họ có phải có một cái luật lệ, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng các cái thành viên khác người ta cũng chẳng có muốn gọi là giống như là không cho. Tại vì người ta làm một công việc nó rất là tích cực. Cái này đó là cái chính sách nó gọi là tiếp cận xây dựng, constructive engagement. Tức là mình cho người ta có cái cơ hội, cho vào đi, nhưng mà anh vô anh phải làm à? Anh không làm là anh mang tiếng. Thành ra cái này nó như con dao hai lưỡi đó. Cộng sản Việt Nam được vô, anh có thể nói ô chúng tôi được nhiều người, được người bỏ phiếu đó, chấp thuận lắm. Nhưng mà chính anh vô anh là anh kẹt đấy. Nếu vậy thì với hình ảnh con dao hai lưỡi như ông nói đó, vậy thì phải chăng là việc Việt Nam được bầu vào cái Hội đồng Nhân quyền lần này là người Việt hải ngoại, đặc biệt là những người cá nhân hoặc tổ chức mà thường hay chỉ trích Việt Nam về vấn đề nhân quyền nên vui mừng vì Việt Nam đi vào cái thế đó hơn là phản đối lại cái quyết định đó của Liên Hợp Quốc thưa ông? Tôi thấy như rằng họ cái chuyện mà tôi đa số họ cũng chẳng vui mà cũng chẳng buồn. Tại vì lý do là họ nghĩ rằng ok thì anh vào, nhưng anh vào thì anh phải tôn trọng nhân quyền thôi. Họ là dùng cái đó là giống như là gậy ông đập lưng ông đó, để làm cái pressure đối với Việt Nam. Tức là cái người Việt mình bây giờ họ cũng rất là, nó phải nói rằng là khôn ngoan lắm. Họ biết tùy theo hoàn cảnh để mà đấu tranh. Vào thì chúng tôi sẽ đấu tranh theo cửa anh vào. Mà anh không được vào thì chúng tôi sẽ đấu tranh theo cửa anh không được vào. Có thế thôi. Anh vô thì anh sẽ kẹt nhiều hơn. Anh ở ngoài thì anh đâu có được vô đâu, thì nó nói gì nó cứ lờ đi cũng được vậy. Nhưng mà vô trong mà giờ bị cầm đen hoài là chết à? Đúng không? Anh phải tự, anh phải cải thiện đi. Nhiều tổ chức quốc tế vì nó còn đấu tranh mạnh hơn nữa. Tại lý do là anh ở trong Hội đồng Nhân quyền.
nghe nói có cả một cái phong trào của cái tổ chức cái gì đó không biên giới gì đó, đang đấu tranh phóng viên không biên giới đó, đấu tranh để mà trả tự do cho anh Điếu Cày, phóng viên không biên giới đó. Và ông này ở trong hội đồng nhân quyền mà sao ông giam giữ cái ông Điếu Cày này lâu vậy, vô lý vậy, bao nhiêu những người khác nữa. Thì cái phong trào đấu tranh cho nhân quyền đó, cho dân chủ tự do trong nước đó, nó càng có thế để mà nó đấu tranh được biến không. Rõ ràng anh ở trong hội đồng nhân quyền mà anh tại sao anh vi phạm nhân quyền, thấy không? Thành ra tôi nghĩ rằng là tùy theo cái nhìn mà tùy theo cái khôn ngoan của những cái người đấu tranh, người ta bởi cách người ta vận dụng cái thế, thấy không? Cái thế mà Việt Nam ở trong hội đồng nhân quyền á, thì Việt Nam có khi còn kẹt hơn, tại vì anh không thể nào mà anh vi phạm nhân quyền được, người ta lại tố cáo nữa thì anh có phải ê mặt không? Anh ở trong hội đồng nhân quyền mà sao anh lại đàn áp nhân quyền một cách quá rõ ràng mà lộ liễu như vậy? Bây giờ Việt Nam mà họ cứ đấu tranh hết cái này cái họ đòi hoài đó thì ông Việt Nam tôi nghĩ mắc cỡ lắm á. Với cái diễn giải như vậy thì nếu phải làm một cái dự đoán, ông nghĩ là sau cái sự kiện này Việt Nam đã được bầu vào cái hội đồng nhân quyền như vậy, vấn đề nhân quyền ở Việt Nam trong những ngày tới, trong tương lai sẽ theo cái chiều hướng như thế nào thưa ông? Thực sự đã là rất là khó tiên đoán. Tuy nhiên, nếu mà mình nhìn với lại cái sự mà cái phong trào tranh đấu cho nhân quyền trong nước đó, càng ngày càng mạnh, với cái sự hậu thuẫn của quốc tế hải ngoại này đó, thì tôi nghĩ rằng Cộng sản Việt Nam sớm muộn sẽ phải thay đổi, phải đi theo cái chiều mà gọi là cái chiều thuận của lịch sử đó, tức là phải đổi cái cách đối xử với những cái đồng bào của mình, những cái người bất đồng chính kiến đó. Tôi nghĩ là sớm muộn cũng phải trả tự do cho anh Điếu Cày, không có thì tôi là sẽ bị cho bầu đủ thứ chuyện hết trơn á. Trước mắt đây là tôi thấy rõ trong cái hiệp định mà xuyên Thái Bình Dương đó là sẽ gặp khó khăn với Hoa Kỳ vô cùng, tại vì một trong số những cái điều kiện đó là phải cải thiện nhân quyền, phải thay đổi ngay cả đến hiến pháp nữa, có một số điều phải thay đổi nữa. Còn nếu không là anh bị trở ngại, anh không thể nào hợp tác với Mỹ được, hoặc là Hoa Kỳ đó, hợp tác toàn diện được. Chứ nói chiến lược toàn diện là cũng là khó khăn rồi. Tại vì anh có những cái điều lệ không cho phép người dân được hưởng nhân quyền. Thí dụ như không được lập nghiệp đoàn. Làm sao làm ăn với Mỹ được? Đại khái như nghiệp đoàn ở Việt Nam đâu phải là cái nghiệp đoàn đúng nghĩa đâu. Nó đại khái như chuyện như vậy. Rồi những cái chuyện mà những cái sinh nghiệp quốc doanh còn nhiều quá, cũng là cái trở ngại cho vấn đề mà cải thiện cái thành tích nhân quyền để rồi có thể được là gia nhập cái gọi là TPP, tức là cái hiệp định xuyên Thái Bình Dương đối với Mỹ được. Mà không vô cái đó thì cái việc buôn bán của Việt Nam nó đối với cái khối đó xuyên Thái Bình Dương đó là rất là kẹt, tại vì đó là nó gần như là 50% cái thị phần của thế giới, buôn bán với Trung Cộng không thôi à, đúng không? Mà cái đó mà vô với cái này thì lại kẹt không chơi với Trung Cộng được. Tại vì sao anh phải mua bán hàng hóa với trong cái khối này thôi. Thành ra tôi nghĩ rằng là cái chuyện mà Việt Nam vô hội đồng nhân quyền là nó sẽ tạo cho Việt Nam nó là nhiều cái khó khăn mà Việt Nam phải giải quyết. Không phải chỉ vấn đề đó không thôi mà có những vấn đề khác nữa, về kinh tế khó khăn vô cùng. Nếu mà không có những cái thay đổi về luật lệ về tài chính, sinh hoạt quốc doanh quá nhiều, rồi những cái nợ kia ở trong nước đó, rồi tham nhũng đủ thứ hết trơn đó, thì tôi nghĩ rằng là trước sắp tới đây ấy, thì Việt Nam không có cách chi khác mà không gọi là kêu bằng sửa đổi, có thể là phải từ từ thôi. Tại mấy ông rất sợ là sửa đổi lẹ, mấy ông không kiểm soát nổi, mất quyền lực và mất tiền quyền lợi luôn đó. Là như vậy đó, nhưng mà không có cách nào khác hơn đó. Con đường là có đôi lúc là nó phải giống như là nó từ từ nó chui vào cái kẹt, mà nếu mà biết khôn ngoan đi thì nó lại mở ra một cái cơ hội khác, còn không thì nó vô cái kẹt, nó kẹt luôn, mà có khi nó là thở không được nữa. Ngoài cái chức vụ chủ tịch của hội cộng đồng Việt Mỹ thì được biết ông cũng có vận động trong một cái tổ chức khác, đó là liên quan tới vận động để đưa Việt Nam vào cái danh sách CPC. Vâng. Tuy nhiên là qua những lần mà ông đại sứ David Shears
sang Hoa Kỳ gặp cộng đồng người Việt Nam, một lần ở Nam California, một lần ở Washington DC. Thì ông đại sứ David Shear có nói rất rõ ràng rằng Hoa Kỳ không đưa Việt Nam vào danh sách CPC được vì Việt Nam không còn nằm ở trong cái tiêu chuẩn mà phải đưa vào. Thì ông là một người theo sát cái vấn đề đưa Việt Nam, mà muốn đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC rất nhiều. Ông có thể cho một vài cái ý kiến của ông liên quan tới cái dự kiện mà ông đại sứ David Shear cho biết, thưa ông? Thực ra không phải là ông nói vậy. Ông ấy vẫn nói là Việt Nam vi phạm nhân quyền rất là nhiều. Nhưng mà ông đại sứ đó, ông không phải là cái người là có cái quyền quyết định những cái quyết định lớn như vậy. Tức là quyết định để đưa Cộng sản Việt Nam trở lại danh sách CPC vì lý do là những sự vi phạm nhân quyền. Mặc dù nếu ông ta có thể đề nghị thì Bộ Ngoại giao đó mới là có cái quyền. Mà Bộ Ngoại giao, cái người mà có thẩm quyền đó, nhất là bà Bộ trưởng Ngoại giao, lúc bây giờ là bà Hillary Clinton đó, mà bây giờ là ông John Kerry. Thì cái chính sách của Mỹ đó là không có muốn siết Việt Nam. Thế cho nên là không có muốn đưa Việt Nam vào danh sách, bởi vì đưa vô nó sẽ kèm theo một lô những cái biện pháp trừng phạt. Thì những cái chuyện đó là những chuyện đó là chính sách ngoại giao của Mỹ là gì? Constructive engagement. Thế cho nên đó là vẫn tìm một cách gượng nhẹ đối với Việt Nam để Việt Nam là cải thiện. Tuy nhiên Mỹ rất là kẹt là vì cái chuyện không làm cái đó. Nhưng mà mặc dù đó là muốn cải thiện nhân quyền, nhưng mà không muốn làm, nhưng mà cái đó là tùy theo cái bà Bộ trưởng Ngoại giao. Mà thực chất là, xin lỗi anh, là tùy theo ông Tổng thống. Ông Tổng thống mà bà Bộ Ngoại giao mà đề nghị ông Tổng đồng ý đó thì làm. Nhưng mà theo chúng tôi hiểu về cái kinh nghiệm mà vận động chính trị, chúng tôi biết rằng Bộ Ngoại giao chưa có muốn làm cái điều đó. Thế vì thế cho nên là việc chúng ta làm là chúng ta phải làm. Chính tôi là người đã nói thẳng với ông đại sứ David Shear cái năm nay này, hồi tháng 7 ông về đây này. Ông sắp sửa ông mãn nhiệm kỳ rồi. Tôi nói thẳng, ông làm gì mà ông không dám đề nghị thẳng với Bộ Ngoại giao? Tôi biết là tôi nói điều đó ra là ông nói tôi là I get a strong message. Tức là mất bao nhiêu cộng đồng chúng ta đến đây là gặp ông ấy, là toàn nói những cái chuyện mà nó gọi giống như là ngoại giao, ngôn ngữ rất là nhẹ nhàng. Tôi là người duy nhất dám nói một cách mạnh dạn như vậy đó, trước bao nhiêu cả báo chí truyền thông. Tôi nói yêu cầu ông đề nghị đưa của sản phẩm JCC. Mình biết đấy là ông có đề nghị Bộ Ngoại giao cũng không làm. Nhưng mà tôi nói ngay, ông nói chuyện với ông Thủ tướng, ông nói ông Bộ trưởng Ngoại giao, nó đủ người hết mà, có thay đổi gì đâu. Nếu vậy thì ông cũng nhận thấy tình hình như vậy và cũng nhận biết rằng là chính sách, cái xu hướng Hoa Kỳ hiện nay là như ông nói là tiếp cận để mà xây dựng với phía Việt Nam. Thì cái nỗ lực mà muốn đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC như ông đang làm và cái tổ chức của ông đang làm, nó có phải là đi ngược lại cái xu hướng của chính sách Mỹ hiện nay đối với Việt Nam, thưa ông? Không, hoàn toàn không. Đó là cái quyền của mình. Ok, mình biết chính phủ Mỹ sẽ làm như vậy. Nhưng mà mình vẫn phải đấu tranh. Tại vì nếu mình không đấu tranh ấy, thì chính phủ Mỹ là sẽ thoải mái trong cái vấn đề đó hơn. Tức là nói chuyện Việt Nam không có gọi là phải đặt điều kiện, không có yêu cầu gì cả. Nhưng mà chính mình phải làm cái này thì chính phủ Mỹ mới có nói cái cớ để nói Việt Nam là anh phải cải thiện chứ. Mà thấy cử tri của tụi tao ở bên này họ làm áp lực quá trời. Ok, mày không thay đổi đó mà biết đâu sẽ đặt mày vô cái gì. Không, anh Cộng sản Việt Nam cũng lo lắm chứ, rất là sợ chứ, bởi vì biết đâu được ấy, bà Bộ trưởng Ngoại giao bà ấy có thể đùng cái là bà ấy nói mà bên kia mà không thay đổi thì bà ấy làm thật. Cái chuyện nó cũng có thể xảy ra nhé, về vấn đề chính trị đó. Trên nguyên tắc là mình nhìn thấy cái đó, là vì mình tiếp xúc với những cái giới chức ở Bộ Ngoại giao, họ cho thấy là như thế. Nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện gọi là mình nghĩ là như vậy thôi, nhưng mà bất cứ chuyện gì ở Việt Nam, ở Bộ Ngoại giao cũng có thể xảy ra. Nhưng mà đâu phải nước Mỹ chỉ có cái vấn đề mà đưa Cộng sản Việt Nam, cái gì đó là của hành pháp. Chứ lập pháp thì lại có cái khác. Đó là cái đạo luật nhân quyền. Và chúng ta đã biết rồi, đạo nhân quyền năm nay đã pass ở Hạ viện rồi nhé. Bây giờ nó đang ở Thượng viện đấy. Thì cái cuộc vận động cho cái đạo luật nhân quyền sắp tới nó rất là quan trọng.
Và vì cái đó ra nó còn ảnh hưởng hơn cái CPC nhiều. CPC nó chỉ là bên hành pháp thôi. Và rồi anh có thể líp ra hành pháp có toàn quyền như. Nhưng nếu cái đạo luật nhân quyền đó, ở bên quốc hội đó mà thông qua đó, nó là cái đạo luật đó, thì cái giá trị nó lâu dài lắm. Thành ra cái công việc tranh đấu đó, cho nhân quyền, cho dân chủ tự do trong nước chúng ta đó, là chúng ta phải biết cách tranh đấu một cách rất là khôn ngoan và uyển chuyển. Trở lại sự kiện Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, ông cho một cái đúc kết cho cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thưa ông. Vâng, thì tôi có thể nói thế này, là chúng ta tranh đấu chúng ta phải tùy theo hoàn cảnh mà linh động cái chiến thuật chiến lược tranh đấu của mình. Bây giờ Cộng sản Việt Nam đã là thành viên của Hội đồng Nhân quyền thì chúng ta nên lợi dụng cái vị trí Cộng sản Việt Nam ở trong Hội đồng Nhân quyền đó mà đẩy mạnh những cuộc tranh đấu cho nhân quyền của đồng bào chúng ta trong nước. Thì cái việc đó là cái việc chúng ta nên làm. Mà chúng tôi nghĩ rằng càng làm áp lực nhiều từ bên ngoài cộng với những cái đấu tranh ở trong nước thì Cộng sản Việt Nam sẽ càng gặp khó khăn. Và hết khó khăn này khó khăn khác thì Cộng sản Việt Nam tôi nghĩ rằng cũng không có cách chi mà cứ khỏi ù lì ra mãi được. Có khi đến lúc nào đó những cái sự bất mãn ở trong quần chúng ở trong nước á, hay là kinh tế khó khăn quá, đủ mọi chuyện tham nhũng thối nát xã hội bây giờ ở Việt Nam tôi nghe nói là nó gần như là một cái xã hội không có đạo đức, nó gần như là tan rã, ra đường như là người ta đối xử với nhau đó, đôi lúc nó rất là, nó gọi là gì đó, là không còn cái tử tế gì đó, chứ người ta thẳng thắn, người ta nói với nhau những câu rất là nặng nề. Thì tôi nghĩ rằng cái xã hội Việt Nam là một xã hội nó sắp sửa đến một cái hoàn cảnh đó, nó sẽ là không biết là nó sụp đổ hay nó tan rã bất cứ lúc nào, trừ khi chính quyền đã biết cách. Thì anh thấy không, người ta mà nằm nhà thương mà không có tiền, bao nhiêu là người bệnh rồi, thì nghĩa là bao nhiêu những cái vụ tai tiếng rồi, là bác sĩ mà không có quyền làm thẩm mỹ mà lại đi làm rồi giết cả người nữa. Xã hội nó như thế thì tôi hỏi nó sẽ ổn định à? Nó sẽ là rơi vào tình trạng nghĩa là bất ổn, mà nó rất là nguy hiểm cho cái sự, nó gọi là cái sự ổn định của chế độ. Xin cảm ơn ông Nguyễn Tấn Lạc rất nhiều cho cái buổi tiếp xúc ngày hôm nay thưa ông. Vâng, xin cảm ơn anh.